Động thái giao bán vội hàng chục túi hiệu, chấp nhận lỗ tiền tỷ, sang nhượng căn hộ của Á hậu Huyền My khiến dân tình khá bất ngờ. Nhiều lý do được phỏng đoán là do người đẹp khó khăn kinh tế, nhưng thực tế còn hơn thế nữa. Sau thời gian đăng quang, Huyền My đã tích góp được không ít của cải cho mình. Xe tiền tỷ, trang sức, váy áo trị giá hàng chục tới hàng trăm triệu đều xuất hiện trong khối tài sản đáng ngưỡng mộ của Huyền My. Dù nổi tiếng xa hoa bậc nhất là vậy, nhưng động thái gần nhất trên trang cá nhân của Á hậu Huyền My khiến fan sắc đẹp không khỏi bất ngờ. Khi đăng ảnh giao bán loạt túi hiệu Hermès đắt đỏ, cùng với đó là cả trăm món đồ từ quần áo và nhiều kiểu phụ kiện. Chiếc túi Birkin da cá sấu được Huyền My tiết lộ mua với giá khoảng 1,7 tỷ đồng từ năm 2018 nhưng chỉ dùng đếm trên đầu ngón tay. Người đẹp quyết định bán lỗ với mức giá 2/3, dù dòng cá sấu của Hermès được nhiều người cho tăng giá chóng mặt theo từng năm. Trong đó, chi tiết gây chú ý nhất là căn hộ cao cấp cũng được sang nhượng gấp. Được biết, lý do bán lỗ nhiều tài sản giá trị cùng một lúc là vì cô chuẩn bị chuyển sang một căn biệt thự lớn hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995, cao 1m74, quê Hà Nội. Cô đạt danh hiệu Á hậu một Hoa hậu Việt Nam 2014, về sau Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau đó, mỹ nhân được đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017 và lọt vào top 10 chung cuộc. Á hậu Huyền My là con gái lớn trong một gia đình khá giả tại Hà Nội, bố làm ở Viện Hàn Lâm thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, mẹ làm việc tại Thẩm mỹ viện. Trước khi bước chân vào showbiz, nàng Á hậu đã được sống trong nhung lụa, ba mẹ cưng chiều. Trước khi dọn ra ở riêng, Huyền My ở trong căn biệt thự rộng 800m², không gian vô cùng khang trang. Trước những tin đồn về ngôi biệt thự triệu đô này, có lần Huyền My đã chia sẻ thẳng thắn với công chúng đây chính là ngôi nhà riêng. Và do chính tay ba mẹ cô gầy dựng nên không phải đại gia mua tặng như mọi người tưởng tượng. Khác với những thí sinh khác khi tham gia chương trình Hoa hậu Việt Nam năm 2014, cô được gia đình trang bị chu đáo từ trang phục đến việc thuê cả một ekip trang điểm làm tóc chuyên nghiệp. Đây là một trường hợp khá đặc biệt được rất nhiều người quan tâm, vì trên thực tế một chuyên gia make sẽ trang điểm cho nhiều thí sinh, nhưng lần này thì chuyên gia này phải từ chối nhiều thí sinh khác. Mỗi một thí sinh phải chi ra khoảng 40 triệu đồng cho các chuyên gia trang điểm, từ đó có thể thấy mức chi phí bỏ ra cho chuyên gia trang điểm riêng cho Á hậu Huyền My không hề thấp so với mức trung bình 40 triệu. Mặc dù nhận được sự yêu thương và quan tâm và hậu thuẫn từ gia đình, nhưng Á hậu Huyền My vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tự đứng trên đôi chân của mình. Chứng minh là từ nhỏ cô đã tự kiếm tiền nuôi sống bản thân bằng nghề người mẫu của mình, trở thành một trong những cái tên được rất nhiều người biết đến và là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng nổi tiếng. Trước đây, Huyền My từng là một tay chơi hàng hiệu. Cô thường xuyên khoe ảnh đi mua sắm hàng tuần, cập nhật liên tục các món đồ hiệu hot trend từ những nhà mốt Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton. Vài năm gần đây, người đẹp ít hoạt động showbiz và sống kín tiếng hơn. Cô vẫn giữ thói quen yêu thích thời trang nhưng ít khi khoe ảnh đi mua sắm xa xỉ. Ngoài ra, Huyền My còn đầu tư thêm sức khỏe tinh thần với bộ môn golf. Ngoài thời gian làm việc, cô thường xuyên lên sân để giải tỏa căng thẳng. Hiện, Huyền My đang theo đuổi nghề biên tập viên thể thao. Người đẹp đổi gu sang lối ăn mặc trẻ trung, phối đa dạng các món hàng hiệu và bình dân. Trong chuyến du lịch Anh mới đây, Huyền My sắm chiếc giác Hewnet giá gần 16 triệu đồng, nhưng sau khi chụp hình, cô thanh lý giá 10 triệu đồng.